Công an huyện Châu Đức đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho người dân, phấn đấu đến cuối năm nay 100% thủ tục hành chính thiết yếu liên quan thẩm quyền công an cấp huyện và công an cấp xã đều sử dụng dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu. Trung bình mỗi ngày, tổ cấp căn cước công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung huyện Châu Đức thực hiện khoảng 200 hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho công dân. Thông qua công tác tuyên truyền về những tiện ích trong giao dịch, hầu hết người dân khi làm căn cước công dân đều đăng ký tài khoản định danh điện tử để có thể thực hiện các thủ tục hành chính công mức độ 3, 4 trên cổng dịch vụ công quốc gia. Mở rộng diện cấp căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, Công an huyện Châu Đức tiếp tục rà soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư, hướng dẫn công dân cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin cá nhân chưa chính xác đến bổ sung, hoàn thiện. Đến nay, các cá nhân tổ chức có nhu cầu lưu trú trên địa bàn huyện Châu Đức đều có thể thực hiện đăng ký trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia.